Giới thiệu với mọi người hôm nay là trên bàn hiện tại mình đang có khoảng 24 món. Thì những món này là đều liên quan tới các dụng cụ liên quan tới sửa chữa trong gia đình. Thì tiếp trước trước mặt các bạn hiện tại là bộ ba cái kìm thông dụng của gia đình mình ha. Kìm đầu bằng, kìm cắt cạnh với kìm mỏ nhọn. Thì ba cái này đều là loại cách điện, nhưng mà nếu mà các bạn muốn chọn cái loại mà an toàn về điện thì các bạn nên lựa chọn cái cây cán mà vàng đỏ như thế này. Tiếp theo đó là một bộ lục giác khoảng 9 cây, bao gồm từ 1.5 cho tới 10 mm của hãng Elora. Tiếp theo đó là một cây tu vít 3 ke, đầu này là đầu BH2 đến từ hãng Y. Lưỡi cây tu vít này dài khoảng 150 mm nên là khá là thông dụng để các bạn sử dụng trong gia đình. Thì tiếp theo là một cây mỏ led dài khoảng 250 mm. Thì độ mở ngàm của nó là từ 0 tới 29 mm. Đây. Nó có đề ở trên cái bao bì của sản phẩm để các bạn khi mua về là các bạn có thể biết được. Rồi tiếp theo đó là một cái kìm mỏ quạ của hãng MCC. Cây này được làm bằng chrome vanadium. Thì cái cây này nó đặc biệt một chỗ là cái thân của nó các bạn có thể sử dụng như một cái tu vít dẹt luôn, có thể đục nạy tường hoặc là gạch men trong lúc mà mình sửa chữa đường ống nước. Ok, tiếp theo đó là một cái dụng cụ để lấy ống nước gãy, mã của nó là IBW20. Thì cái này chỉ sử dụng cho loại ống có đường kính trong là 3/4 inch thôi. Tiếp theo là một cây thước thủy, hai bọc thủy để từ 500. Cây này dài khoảng là 40 cm, đến từ hãng Stabila của Đức. Rồi tiếp theo có một cái thước nữa cũng từ hãng Stabila, đó là cây thước cuộn 3 m. Thì loại này thì có cả hệ in và hệ mét. Hệ in ở trên, hệ in ở trên, hệ mét ở dưới, thì các bạn có thể sử dụng để đo lường trong nhà, trong gia đình. Tiếp theo đó là một cây kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn này thì mình có thể cắt theo hướng thẳng và bo sang trái nha. Đường kính cắt lớn nhất mà cái cây này có thể cắt đó là 1.2 mm. Cây này của thương hiệu Betsay, mã nó là D152L. Tiếp theo đó là một cái bút thử điện của hãng Elora. Thì cây này dài khoảng 160 mm, được test tới cả 1000V. Tiếp theo là một cây tu vít. Thì cây tu vít này là đầu ba ke BH1 của hãng Elora. Mũi tô cao tầng nên bạn thấy một biển đen này là được tô cao tầng rồi đó. Tiếp theo là 5 cây tu vít dẹt ba ke mà dạng mini. Thì cây này là BH1, cây này BH32, còn ba cây này là ba cây dẹt. Thì cái ưu điểm của bốn cái loại mà tu vít loại mà siêu ngắn này là để các bạn thao tác ở trong những cái góc tường hẹp mà kiểu như hạn chế về không gian mà không thể sử dụng được mấy cái tu vít dài kiểu như này này, thì các bạn có thể sử dụng cái mấy cái cây tu vít dẹt ở trên bàn này. Tiếp theo là cái cây tu vít này nó hơi khủng bố khổng lồ tí. Thì cây này là tu vít dẹt, loại này là lưỡi 1.6 x 10 mm, chiều dài lưỡi khoảng 175 mm. Thì cái thân của cái cây tu vít nó khác là nó được làm thiết kế là gốc lục lăng, thân lục lăng luôn. Thì các bạn có thể sử dụng kèm với lại cái mỏ led này lúc mà mình cần lực siết nó lớn thì mình có thể sử dụng song song cùng với cái mỏ led luôn. Tiếp theo đó là một cái búa. Thiết kế búa là dạng là búa kỹ thuật, đầu búa nặng khoảng 300 gram, thân thiết kế kiểu Hickory của hãng Elora Đức. Ok, tiếp theo là một cái kéo cắt ống đến từ hãng MCC. Thì cái kéo này có thể cắt từ đường kính từ 42 mm đổ lại. Thì nó có thêm một cái nẹp nhựa màu vàng như thế này để có thể để các bạn gắn lên cái chỗ võng này nè,
để mà cái bạn cắt nẹp nhựa trong lúc mà mình đi đường dây điện. Ok, tiếp theo là một bộ mũi khoan 19 chi tiết của hãng Elora. Thì cái mũi khoan này là mũi khoan sắt và inox. Thì nó được phủ coban nên các bạn thấy cái màu nó hơi ngà ngà vàng vàng, màu như màu ở sao nào? Màu đồng. Nó có từ khoảng size 1 cho tới 10mm. Bộ này của hãng Elora luôn. Ok, tất cả các chi tiết này thì bên mình có đi kèm một cái hộp đựng dụng cụ 3 ngăn đến từ hãng Elora. Thì có một ngăn bự và hai ngăn, 3 ngăn nhỏ, thì mình có thể chứa hết cái đống đồ này, có thể xách đi hoặc là cất gọn một góc ở trong nhà để mình khi nào mình tiện, mình cần thì mình lôi ra và mình thao tác thôi. Thì giá của toàn bộ cái bộ này, cái này mình bán theo bộ nên là mình sẽ đưa ra một cái giá khá là ưu đãi, đó là 15 triệu rưỡi cho cái bộ này. Nhưng mà giá này chỉ là giá tham khảo thôi. Nếu mà các bạn muốn có một cái giá nó ưu đãi hơn thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho bên mình thông qua số email hoặc là thông qua số điện thoại hoặc là email mình để ở dưới phần mô tả. Thì mã của cái bộ này là MK20DN. Đúng rồi. Tiếp theo đó là bộ mũi vít tay vặn cần tự động gồm 24 chi tiết của hãng Y. Thì cái bộ này nó rất là đa dụng, thì các bạn có thể sử dụng với nhiều loại đầu vít khác nhau, BH1, BH2, có cả BZ, có cả đầu dẹt, có cả đầu sao, đầu này đầu tọt này, TT40 lận. Và có một cái này gọi là cái đầu nối mình dùng cho máy bắn vít, mình gắn vô máy bắn vít thì các bạn có thể sử dụng chung với máy bắn vít được. Và có thể có thêm một cái cần tự động, cái đầu vuông này là 1/4 inch, thì các bạn sử dụng với lại tất cả các đầu ở đây, ba đầu socket nữa nè. Thì này, cái này là cái adapter, là cái đầu nối dài. Nếu mà các bạn thấy nó thiếu chiều dài của cái đầu ngắn quá thì các bạn gắn cái này vô cái đầu tự động hay là cái đầu dùng với máy bắn vít này nè. Đó, gồm 24 chi tiết. Ok. Thank you.